hôm nay mình sẽ đem các bạn đi tới Silverton Casino khách sạn. Khách sạn này không phải là gần ở Las Vegas Strip, nó là 15 phút nếu mà các bạn lái xe, nhưng mà nó rất là đặc biệt và đẹp. Mời các bạn đi tham khảo với mình nhé. Rồi đi, let's go. Ở đây là tượng nai.
ở đây nó làm sư tử rất là đẹp, mời các bạn coi nhé. Các bạn, ở đây là nai, cái thú rừng đầy đủ ở đây hết. Mời các bạn coi nhé. Ở đây là có mấy con gấu nhỏ nhỏ dễ thương lắm các bạn. Ở đây là có mấy con cá ở trong hồ nước này, nước chắc mình bắt ra nướng rất chất ngon lắm đó các bạn. Ở trong đây mình sẽ đi bắn súng. Ở đây ở lần đây kêu, nếu các bạn muốn mua súng thì vô mua súng thôi, không cần bằng gì hết đó, chỉ có cần bằng lái xe thôi. Ở đây là nếu các bạn muốn câu cá thì sẽ có mấy cần câu để cho các bạn coi và mua. Ở đây là player bar, quán rượu để các bạn uống rượu. Nếu các bạn đói bụng thì có thể tới đây ăn mì xào, bún hương lưu đồ. Chào các bạn, ở đây là sportsbook, sách thể thao để mà các bạn cá football hay là baseball hay là cá ngựa. Mình hy vọng các bạn đã coi video của mình và thích. Nếu các bạn thích thì xin subscribe nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bye.